Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Thì và bây giờ thì cũng là gần 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm mình các bạn thể là lên này YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhé. TV này. Đấy. Thì các bạn kích vào kênh Triệu Phú TV này thì kênh mình là kênh là mình được là hơn 50k lượt sub nhé, hơn 50.000 lượt sub này. Các bạn kích vào đăng ký kênh này, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra phát lời livestream bán điện thoại cũ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình các bạn thể nhấc máy lên hệ đặt trực tiếp cho mình nhá. Sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung S8 này, Samsung S8 đây ạ. Đấy, Samsung S8, con này là bản Hàn một SIM nhé. Con này là Samsung S8, con này là bản Hàn một SIM. Cấu hình con S8 này là con này là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM RAM con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con S8 nhỏ này là 64GB nhé. Con S8 nhỏ này phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 nhỏ này là màu mận chín nhé. Đây. Con S8 nhỏ màu mận chín rất đẹp đấy ạ. Đấy. Màu mận chín, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy, S8 nhỏ màu mận chín. Máy đẹp leng keng xà beng này. Thì tình trạng con này thì là bị chảy vỡ kính và chảy mực màn hình nhá. Này. Con này thì là nó bị vỡ kính này. Vỡ kính và chỉ chảy tí màn hức màn hình này thôi. Đấy. Vỡ kính và chảy mực màn hình thôi. Thì con S8 nhỏ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhá. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.600.000. Đấy, 1.600.000. Đấy, bản Hàn này các bạn nào muốn dùng hai SIM các bạn phải về hai SIM được các bạn nhé. Đấy, hoặc là các bạn nào muốn bên mình lên hai SIM cho bạn thì các bạn chỉ mất thêm 100.000 nữa thôi. Đây, tình trạng bị chỉ bị sứt sứt một tí đây thôi mà bị chảy mực màn hình này. Con này thì bên mình thanh lý bạn với giá là 1.600.000 nhé. Đấy, con này các bạn dùng về chơi game, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Loa trong của S8 nó dùng cực kỳ là sướng nhá. Bên mình đang bán các bạn giá là 1.600.000. Con S8 nhỏ này các bạn nhá. S8 nhỏ này thì là gì nhỉ? Màn hình của nó là độ phân giải của nó là 2K. Màn hình của nó là 5.8 inch tràn viền các bạn nhá. 1.600.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo là mấy mẫu điện thoại giá rẻ cho bạn nữa này. Con này là con gì nhỉ? Oppo F3. F3 con này là Oppo F3 này. Đấy, Oppo F3 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Oppo F3 này. Phiên bản con này là RAM 4GB nhá. RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB. Con Oppo F3 này tình trạng thì của nó thì là tất cả dùng bình thường. Chỉ mỗi cái nút home này nó bị liệt nhá. Cái nút home cứng này nó bị liệt nhá. Về các bạn có thể là thay nút home được tại vì bên mình thì không sửa chữa mà. Rồi mình mua sao thì mình bán vậy cho các bạn luôn. Tất cả là máy dùng bình thường, chỉ mỗi cái nút home này nó bị liệt thôi. Con Oppo F3 này thì là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhá, thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng. Ngoại hình thì cũng khá là ok. Được cái gì là nó cái màn hình zin rồi nhá. Đấy, mình sẽ bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng con Oppo F3 này nhá. Nó chỉ hỏng mỗi là cái nút home thôi các bạn nhá, còn nút hai nút bên này dùng bình thường nhá các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 1 triệu này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Thì clip nhà mình thì các bạn nào bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhá. Mình là 0966221789 này ạ. Đấy, số này thì là mình dùng cả Zalo luôn nhá. Và là 0833221789. Nhà mình thì có hai số, các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình các bạn nhá. Đấy, và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 9 giờ 30 tối. Thì là gì nhỉ? Hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Con Oppo F3 này là 1 triệu đồng các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung Z3 Pro. Z3 Pro thì con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Z3 Pro thì con này là bản công ty nhé. Đấy. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con Z3 Pro này thì là ngoại hình thì còn độ 85-90%. Con Z3 Pro này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Z3 Pro này là 1 triệu đồng các bạn nhé.
Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về con Oppo F9 nhá. Oppo F9 hôm nay mình lại vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, Oppo F9 đây. Đấy. Còn con này thì là khách vẫn còn dùng, vẫn còn nguyên cái miếng Galito đằng sau này. Oppo F9 này. Oppo F9 này thì là gì nhỉ? Ngoại hình thì còn độ 90/90%. Mặt sau thì kiểu nó dính các cái mồn ốp các bạn nhé. Đấy, mặt sau thì dính các mồn ốp nhá. Đây khách dùng ốp mà. Con Oppo F9 này thì là phiên bản của nó là RAM 4GB. Mình sẽ xem các bạn là phiên bản bao nhiêu GB cho các bạn nhé. Từ thường nó có sẽ ra phiên bản là RAM 6GB. Thì mình sẽ xem các bạn là RAM bao nhiêu GB luôn các bạn nhé. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Phiên bản của nó là pin thì nó 4000, hơn 4000 nhé. Con Oppo F9 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2,4 triệu nhá. Này, con này thì bên mình đang sản cho bạn với giá là 2,4 triệu con Oppo F9 này. Nói chung là con này một thời làm mưa làm gió của Oppo này. Nhưng mà bên mình cũng thành lại thanh lý vận giá cực kỳ là hợp lý nhá. Hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong, thanh lý sản nóng cho bạn luôn. Thì là bạn nào muốn tất cả sản phẩm mình đặt báo giá trực tiếp, thì các bạn nào muốn mua sản phẩm mình thì các bạn liên hệ trực tiếp mình bắt đầu từ 7 giờ sáng nhá. Các bạn chốt đơn cho mình từ bắt đầu là buổi sáng thì tốt nhất nhá. Tại vì tốt buổi sáng thì hầu như những máy nào ngon thì khách cũng đã lựa chọn và nhặt hết rồi. Còn buổi trưa, buổi chiều thì mình còn mình sẽ báo lại cho các bạn nhá. Oppo F9 nhá. Oppo F9 2,400,000. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con Oppo, con này là con Oppo gì nhỉ? A5s nhé. A5s này. Đấy. Oppo A5s con này phiên bản là RAM 3GB này, bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình con này là 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000. Thì là mặt lưng con này thì là còn phải phẩy theo thời gian nhé, cũ phẩy theo thời gian. Đấy, được cái thì là máy zin nguyên bản luôn. Con Oppo A5s này thì là pin của nó là hơn 4000. Đấy. Con này thì bên mình đang xả các bạn với giá là 1,700,000 nhá. Con Oppo A5s này 1,7700,000 cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này, à sorry các bạn, Oppo A5s này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Con này thì có các vân tay luôn này, 1,700,000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về đây, con này là con Samsung gì nhỉ? Con Samsung A7 2018. A7 2018 con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con A7 2018 này thì là nó là thiết kế nó là 3 camera nhé. Ngoại hình con này thì máy màu gold, ngoại hình thì còn 90/90%. Đấy. Máy con A7 2018 này, con máy thì đẹp leng keng xá beng luôn. Đấy. Con A7 2018 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 2,800,000 nhé. Con này bản công ty, 2 SIM 2 sóng, máy đẹp leng keng xá beng luôn. Con A7 2018 này 3 camera dùng rất là sướng. Pin thì là pin hơn 3000, màn hình thì là 6 inch, hơn 6 inch các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 bản công ty, 2 SIM 2 sóng này, các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhá. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 2,800,000. Đấy, 2,800,000 nhé. 1,800,000 đây. Nhà mình thì có A8 2018. A8 2018 nay nhà mình về được 2 chiếc nhé. Đấy. A8 2018 thì hôm nay mình về được 2 chiếc này. Mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn nhé. Thì là A8 2018 thì là cấu hình của nó là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con A8 2018 là 64GB. À sorry các bạn, là 32GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 5,6 inch, màn hình của nó là Full HD cộng. Đấy, Full HD cộng nhé. Con này là màn hình là Sumo OLED các bạn nhé. Con A8 2018 này thì hai con này đều là bản Hàn này, một SIM. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2,1 triệu nhé. Máy màu gold thì ngoại hình thì cũng còn khá là ok chứ. Đây, cũng còn 90% nhé. Con A8 2018 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2,1 triệu nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2,1 triệu đấy. Đấy. 2,1 triệu nhé. Và con này thì là gì nhỉ? Con này thì là 1,7 triệu nhé. Tình trạng của nó thì vỡ kính màn hình thôi. Vỡ một tí kính màn hình chỗ này thì các bạn nhé. Đấy. Vỡ tí kính chỗ này thôi. Đấy, mặt lưng thì đẹp. Mặt lưng thì đẹp các bạn nhé. Và mặt trước thì chỉ là vỡ kính chỗ này thôi các bạn nhé. Đấy. Về các bạn mình dán miếng full màn hình vào là được nhé. Tại vì mình mua sao thì mình nói vậy cho các bạn luôn. Bản Hàn một SIM. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1,700,000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy các bạn, nhà hàng mình sớm nhất nhé. Và tiếp theo là con lót 9. Và con lót 9 này thì là bên mình gì nhỉ? Hôm nay nhà mình lại vừa mới về con lót 9 này.
Thì hôm nay mình về cấu hình con này cực kỳ là khủng. Con này là bản Hàn này, hai sim hai sóng, con lót 9 này là bản Hàn, hai sim hai sóng. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 8GB. Bộ nhớ con lót 9 này là 512GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó tràn viền 6.4 inch. Màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con lót 9 này thì gì nhỉ? Phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ cho 512GB này. Thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 7 triệu đồng các bạn nhé. Máy thì là ngoại hình còn 90 trên 90%. Con này thì làm màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bản Hàn 2 sim 2 sóng. Đấy, bạn nào mà muốn dùng một sim mặc định của nó thì mình sẽ về chạy về dòng gốc cho các bạn, cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 7 triệu đấy các bạn nhé, hàng nhiều sớm nhất nhá. Bản RAM con này là RAM 512GB. RAM 8GB, bộ nhớ 512. Nói chung là RAM 8GB các bạn khỏi phải chê luôn. Nó quá là nhanh luôn các bạn, xem phim nghe nhạc thì cực kỳ là tuyệt vời. Màn hình xem các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ là phê nhá. Đấy, lót 9 ở tính năng lót 9 rất là hay. Nó chụp ảnh thì nó hỗ trợ cái bút này. Cái bút các bạn nó chụp ảnh nhá. Cái bút của lót 9 thì hỗ trợ chụp ảnh, các bạn chỉ bấm cái này chụp ảnh luôn. Đấy. Bấm cái các bạn chụp ảnh luôn nhá. Dùng rất là tiện lợi. Quay phim thì nó có hỗ trợ 4K. Nhưng mà phiên bản là RAM 512GB thì các bạn tha hồ lưu trữ nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 phiên bản 512GB thì các bạn nhà mình được sớm nhất nhá. Bên mình đang sản cho bạn với giá là 7 triệu đồng các bạn nhá. Và hôm bây giờ cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và lỗi đổi một trong một tuần. Ngay. Cầm cái sim ra đây, cầm cái sim ra đây. Sim. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng đấy các bạn yên tâm nhá. Mọi cái lỗi vặt ABC thì các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ hàng mình, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng nhá. 0966 21789 nhá. Đấy, số này, và 0833 nhá. 0833 21789. Giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 9 giờ 30 tối. Các bạn mong là các bạn chốt sớm giúp mình nhá. Chốt buổi sáng cho mình nhá. Đây, hôm nay thì mình về tiếp tục được ngồi chờ luôn. Hôm nay nhà mình đã về tiếp tục được là về được lô tặng. Hôm nay nhà mình đã về tiếp tục được lô sim vào Vina vào mạng cả năm. Lô sim Vina vào mạng cả năm này thì nhà mình sẽ có hai tính năng. Một là tính năng là nghe gọi, và tính năng thứ hai là tính năng là vào mạng. Thứ nhất là cái tính năng vào mạng này của nó là điểm mạnh nhất. Thì vì thứ nhất là các bạn sim Vina vào mạng cả năm, 4G vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán bạn với giá là 350K. Nhưng mà các bạn được miễn phí là vào mạng cả năm. Thì là còn nghe gọi ấy, có chức năng nghe gọi thì các bạn phải nạp tiền vào để nghe gọi nhé. Sim Vina vào mạng cả năm này, bên mình vào mạng nghe gọi cả năm, bên mình đang bán các bạn với giá 350K nhé. Các bạn nào mà ví dụ mà có máy rồi, các bạn có thể là mua thêm một sim vào Vina vào mạng cả năm này cho bên mình nhá. Đấy, và thì bây giờ thì cũng muộn rồi, cũng 11 rồi, và giờ rồi thì các bạn xem video mình thì cũng chúc các bạn đang xem video mình buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai các bạn nhé.